Rồi, ok, xin chào các bác. Thì đây là cái con Samsung S22 cộng. Em đã dùng nó được khoảng tầm gần 2 tuần rồi các bác. Thì cái con máy này là con máy mà mới 100% nhá. Coi như là pin nó cũng 100% luôn. Và em đã dùng nó được khoảng tầm gần 2 tuần rồi. Thì đây là cái mức pin của nó đây. Em có chụp ảnh lại gần như là từng ngày các bác. Thì đây là cái ngày đầu tiên này. Đây các bác có thể thấy này. Thì bên Samsung ấy, người ta thống kê cái pin ấy, nó có thống kê cả giờ sáng màn hình, rồi giờ tắt màn hình nữa, và người ta tổng hợp lại cộng hai cái đấy lại thì là nó có ra một con số khá là lớn các bạn. Thì tuy nhiên ấy, đối với đánh giá pin ấy, thì nó còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như kiểu là độ sáng màn hình, rồi mức độ dùng của mỗi người, rồi các tác vụ dùng nữa ấy. Thì đây các bác có thể thấy là những cái tác vụ em đã dùng, tại vì bên Samsung họ cũng thống kê khá là chi tiết đây, ví dụ Facebook này, Liên Quân này, rồi một số cái linh tinh này. Đấy, thì đây là ngày thứ nhất này, được nếu mà tính cái thời gian mà sáng màn hình ấy, thì là được khoảng 6 tiếng rưỡi. Đấy. Còn đây là ngày thứ hai này. Ngày thứ hai thì gần như em không chơi game và chỉ có Zalo, Facebook, Messenger thôi. Đấy, các bác có thể thấy những cái tác dụng mà nó đang hiển thị ở đây. Thì ngày thứ hai nó lại thấp hơn, được có 5 giờ 7 phút thôi. Và nhắc cho các bác biết là cái độ sáng màn hình ấy, cái độ sáng màn hình là em vẫn để là tầm 50 nhé. Đây lúc này em để tầm này này. Tuy nhiên thì quay clip này thì em phải để độ sáng nó giảm đi, tại vì không để giảm đi thì nó bị nhòe ấy. Thì còn bình thường thì là em để độ sáng tầm 50% nhé. Và cái nhu cầu hàng ngày vẫn chỉ là Zalo, Facebook, Messenger là chính thôi. Đấy, thì là ngày thứ hai này, cũng được tầm khoảng 6 giờ. À đâu, 5 giờ, hơn 5 giờ tí thôi. Đấy, còn đây là ngày thứ ba này. Ngày thứ ba lại được dùng nhiều hơn là 6, cũng tầm 6 tiếng rưỡi. Đấy. Còn đây là ngày thứ tư này, ngày thứ tư được gần 7 giờ các bạn. Đấy. Còn ngày thứ năm thì cũng được hơn 6 giờ phút. Thì cái thời gian chờ này rất là lâu. Đấy, các bác có thể nhìn cái tổng thời gian này rất là lâu. Đấy. Còn đây là ngày thứ sáu này, 5 giờ này. Đấy. Đấy, các tác vụ thì cũng chủ yếu chỉ là Zalo, Facebook và Messenger. Đấy, lúc nào em chỉ dùng ba cái đấy là chính thôi. Đấy, các bác có thể thấy cái mức độ thống kê của nó như thế. Ngày thứ bảy thì được rất là ít. Đấy, ngày thứ bảy thì cũng dùng như thế, tôi cũng không hiểu sao lại được rất là ít, chả hiểu cái gì. À, em nhớ không nhầm thì ngày thứ bảy thì nó em dùng Zalo để mà gọi điện nhiều ấy, gọi điện nhiều thì có thể nó tốn hơn. Đấy, còn đây là ngày thứ tám. Đấy, ngày thứ tám thì được khoảng tầm 5 tiếng rưỡi. Đấy, còn đêm nay là ngày thứ chín đấy, ngày thứ chín em để cho bác xem luôn. Đây, ngày thứ chín các bác vào đây các xem này, chăm sóc pin này. Đấy, ngày thứ 9 này. Đấy, thì ngày thứ 9 là được khoảng gần 6 giờ thôi các bạn, và cái thời gian chờ cũng rất là lâu. Đấy, thì đấy là cái thời gian mà sử dụng của con S2 cộng này nhá. Em cũng đang dùng cái con V60 ấy. Cái con V60 là con máy mà đang quay cái clip này ấy. Thì đương nhiên là cái con S2 cộng này nó không thể bằng được con V60 các bạn. Đấy, thì nói chung là được cái này thì mất cái thôi. Con V60 nó vẫn có cái cho độ pin nó ngon hơn. Pin bây giờ kể cả con V60 của em nó được khoảng ý là nếu mà tính theo cái phần mềm phần mềm này này. Đây này. Đây, các bác có thể biết là có cái phần mềm mà các bác rất là hay dùng. Đây. Akuku pin này. Đấy. Thì đây này. Các bác có thể thấy là cái phần mềm này nó thống kê cho mình là cái pin của con này nó đang là khoảng 99%, mặc dù là mới dùng nó được khoảng tầm hai tuần mà nó đã bị chai 1% rồi. Không, cũng chả biết đúng hay sai, nhưng mà cứ coi như đó là một cái căn cứ thôi. Đấy, thì là coi như con pin này cũng là rất là tốt rồi. Thì cái phần mềm này dùng trên con V60 ấy, thì nó đang con V60 của em đang là khoảng 92% các bạn. Đấy, thì là dù là con V60 nó 92% nhưng mà cho thời lượng pin nó vẫn ngon hơn con này các bạn. Mức độ dùng cũng thế thôi, em vẫn để độ sáng các thứ là như nhau thôi. Thì cũng có thể là cái con S2 cộng này nó gắn cái màn hình là có cái tần số quét là 120 Hz nhé. Tại vì cái tần số này là em lúc nào em cũng để 120 Hz để em dùng nhé, không bao giờ em tắt, em để nó về 60 đâu, cứ để nó tự động luôn, để nó kiểu là lúc nào nó cũng là một gần như 120 Hz đấy, dùng nó sướng nhất tôi với các bác. Đấy, thì cũng có thể là do lý do đấy nên nó pin nó kém hơn chút. Thì đương nhiên với cái thời lượng sử dụng pin như thế này thì
Em vẫn dùng được thôi, tuy nhiên thì là không đủ một ngày các bạn. Thực sự là với nhu cầu của em là không đủ một ngày, tại vì nếu mà anh em hay nói một ngày, nhưng mà mỗi ngày của mỗi người nó khác nhau mà, thì trung bình là mỗi ngày sẽ có thời gian làm việc tầm khoảng 8 tiếng, thì là đúng là nó không không đủ các bạn đấy. Cho nên là nhiều anh em thì bảo là pin này tốt, nhưng mà thực ra là em thấy nó ở mức độ trung bình thôi, chứ không phải là tốt cho lắm đâu nha các bác. Và nếu mà so sánh với những con như kiểu là S22 Ultra hoặc là S22 thường ấy, thì là con này nó nhỉnh hơn đấy nhé, em thấy nhỉnh hơn đấy. Cho nên các bác nếu mà mua cái dòng S22C năm nay ấy, thì là em thấy là con này có thể là cái cho thử pin nó ngon hơn đấy các bạn. Rồi, ok, chào các bác nhé.